Thưa quý vị, theo Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu, hoạt động xuất khẩu của tỉnh trong tháng 1 năm 2024 đã có những tín hiệu tích cực. Hầu hết các sản phẩm xuất khẩu đều tăng, trong đó nhiều mặt hàng tăng cao so với cùng kỳ như phân bón tăng 110%, sản phẩm từ chất dẻo tăng 115% và hàng dịch may tăng đến 175%. Về thị trường, châu Á vẫn chiếm tỷ trọng cao với 60,26% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, tăng 2,95% so với cùng kỳ. Năm 2024, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 6,97 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,05% so với năm 2023. Dự báo tình hình xuất nhập khẩu còn gặp nhiều khó khăn do tăng trưởng kinh tế toàn cầu thấp, nhu cầu tiêu dùng toàn cầu còn yếu, hàng ra bảo hộ gia tăng. Trước bối cảnh đó, để đặt mục tiêu đề ra trong năm 2024, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạo các ngành địa phương liên quan tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, tạo nguồn cung bền vững cho xuất khẩu. Sở Công Thương cũng theo sát tình hình sản xuất để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do để mạnh xúc tiến thương mại, thông tin chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật của các thị trường nước ngoài.